Hello chào bạn, như vậy mùa đông giá rét đã đến rồi. Rất là rét luôn, rét sun hết cả mọi thứ. Để hòa chung với không khí lễ hội mùa đông trong phiên bản mùa đông kỳ thú, mình sẽ chơi vị tướng The Flash. Mặc dù không có liên quan nhiều đến nhau, nhưng trong phiên bản Beta 18 mùa đông kỳ thú này, The Flash được tăng sức mạnh về cái việc là chạy rất là nhanh và ảo diệu nhiều hơn với việc giảm thời gian hồi chiêu của chiêu 1. Thành ra các bạn chơi The Flash trong phiên bản này dễ hơn, khỏe hơn, mạnh hơn và neo rank tốt hơn. Vì vậy mình tiếp tục làm video clip về The Flash để thông báo các bạn là The Flash đã trở lại và ăn hại không và lợi hại hơn xưa. Nên anh em chơi lại The Flash nha, sẽ cảm nhận với sức mạnh vị tướng này. Chứ đừng chơi mãi quyền vương, chơi mãi ignis cũng chán. Những vị tướng tăng sức mạnh anh em thử chơi lại, cảm thấy đánh khỏe hơn, đánh dễ hơn thì chúng ta lại tiếp tục chơi mà. Ok, và trang bị bảng ngọc của The Flash như thế nào, lối chơi như thế nào thì anh em nhớ theo dõi clip thật kỹ. Nhưng mà trước hết thì nhớ like, comment ủng hộ Việt trước, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, tiếp tục đi ganh nào. Bay đi bay về bằng combo cấu rỉa nhẹ nhàng các bạn ơi. Cố gắng là lượt đi lượt về đều trúng mục tiêu. Rồi. Wow, chạy đâu bạn? Có mà chạy lên quận dùng hẳn chiêu cuối để bay đi. Đánh đi bạn ơi. Rồi, đủ đam. Tuyệt vời. Ở trang bị anh em theo dõi bên dưới nha, nhưng mọi khi thôi. Còn bảng ngọc cho The Flash thì chúng ta dùng như sau. Ngọc đỏ thì các bạn dùng bảng ngọc không phép xuyên giáp phép. Bảng ngọc lục các bạn sử dụng bảng ngọc tốc đánh và xuyên giáp phép. Còn ngọc tím thì các bạn sử dụng bảng ngọc máu tối đa, hồi máu và tốc chạy. Rồi choáng ngay. Chiêu cuối luôn. Hút được. Tuyệt vời. Đấy, các bạn thể thấy đấy, bằng trụ giết mạng ầm ầm với sức mạnh The Flash. Tướng địch mà ôm trong trụ vẫn không thể thoát được đâu. Và đánh vị tướng này thì cảm giác anh em như kiểu ảo diệu như Murat mà. Anh rất là phê luôn. Rồi xong rồi. Một bạn lên bảng điểm số. Vào này, đúng rồi. Giật về. Có mạng tiếp theo, tuyệt vời, siêu việt cho The Flash rồi. Em thì thấy là đến mạng rất là nhanh với The Flash, đam rất là thấm ở cái chiêu thứ 2. Combo cấu rỉa thì các bạn vẫn dùng như mọi khi nhá. Chúng ta sử dụng chiêu 1 trúng mục tiêu, sau đó đánh thường, dùng chiêu 2 giật bóng về chiêu 1. Cố gắng là đi lượt về và trúng mục tiêu. Còn combo khi có chiêu cuối là các bạn sẽ dùng chiêu 1 này, sau đánh thường này, chiêu 2 này, chiêu cuối xong giật bóng về bằng chiêu 1. Đó là kiểu thứ nhất. Rồi. Còn kiểu thứ hai là các bạn sẽ dùng chiêu cuối trước sau đó mới dùng chiêu 2. Đó, có hai kiểu vậy thôi. Thực ra là combo nó cũng tùy biến theo các cái khoảng cách khác nhau. Như các bạn áp sát được mục tiêu rồi thì các bạn dùng chiêu 2 trước, đánh thường trước. Đấy, sau dùng chiêu cuối luôn. Tướng địch bỏ chạy bằng các phép bổ trợ tốc biến hay các cái kỹ năng gì bay nhảy thì các bạn sẽ dùng chiêu 1 để truy sát. Bởi vì dùng chiêu 1 ở khoảng cách gần thì nó không được tốt lắm. Nên các bạn dùng chiêu 1 ở khoảng cách nó vừa đủ thì mới phát huy được. Wow, mình vừa quay mặt đi đã lên bảng điểm số rồi. Khi mà team mình đồng đội lên bảng điểm số, các bạn nhớ thủ lên cho đồng đội nha. Nhưng pha này nếu không thủ lên là mất trụ luôn đấy. Tiếp tục có đợt lính nữa. Khi chơi bất kỳ một cái vị trí nào, đi xô đường, nhất là đi xô đường anh em ơi, đi mid hoặc đi xô đường, các bạn phải tính được lính. Đọc được lính đã đi đến đâu thì rất đơn giản, các bạn đối chiếu lính của team mình thì team bạn lính cũng như vậy. Đặc biệt trong phiên bản beta 18 này, thời gian lính mỗi đợt lính là 30 giây, nhưng mà trước là thời gian mỗi đợt lính là 33 giây, nghĩa là anh em thấy là lính bây giờ nó ra nhanh hơn 3 giây đó. Nên các bạn đi ganh hay đi gì đó thì các bạn nhớ phải trở về sớm nhá. Nếu không là mất đợt lính là rất là thiệt. Bởi vì lượng vàng anh em chủ yếu là tự nhiên là lính mà. Đấy, các bạn phải farm hết rồi mới đi ganh.
Rồi, combo cấu rỉa nhẹ nhàng thôi. Kìa ơi, tôi xong. Ở hiện tại chỗ mình đang khá là rét rồi, có biết chỗ các bạn có lạnh không? Ở lạnh thì mới đúng kiểu là mùa đông kỳ thú mà. Chúng ta đang chơi một cái map rất là lạnh thì phải không khí ở ngoài nó lạnh thì mới hợp map. Như vậy đánh mới phê được. Wow, không hiểu bạn này dùng chiêu cuối làm gì, bây giờ hết chiêu rồi chạy nha. Đấy, dùng chiêu cuối dọn lính mà dọn không hết lính, thành ra chất sấp mặt bởi vì dùng hết chiêu. Có Batman này, tóm tóm chiêu cuối bạn ơi. Ở Adum không có chiêu cuối nhưng mà vẫn bị choáng sấp mặt bởi bạn đấy hơi ảo tưởng sức mạnh. Cái pha Batman bắt mình là quá ảo tưởng sức mạnh em ơi, bởi vì mình vẫn còn chiêu một mà. Là bạn ấy nào mà 4 người. Một cái chết nào mang tính chất là come on, giết đến đây và chiếm lấy em đi. Về về bạn ơi, cấu gì thôi, về. Đông quá, đông quá. Ở trong gian tranh này các bạn cứ đợi có chiêu 1 mà nào vào nha. Khoảng cách gần rồi, đập luôn chiêu cuối đây. Đấm thường chiêu 2, có luôn mạng của Arthur. Đập bên, đánh luôn bạn ơi. Tốc biến lên, đánh được. Làm chậm chiêu 2, giật bóng về. Tuyệt vời. Quét sạch rồi. Và với việc là quét sạch được team bạn thì mình có rất nhiều lợi thế này. Đẩy trụ rồi, ăn hết cả rừng team bạn. Lợi thế này, lợi thế rất là lớn và giành chiến thắng luôn trận đấu. Ở đây các bạn nào có mua vị tướng Splat mà lâu không chơi rồi thì chơi lại nha. Mình cảm thấy rất là phê, rất là mạnh. Rồi, ui. Chấm chết luôn cả Adum. Phản đam thần trưởng. Tuyệt vời. Ở các bạn chơi Zerplat mà có lợi thế thì băng trụ rất là dễ đấy. Malok team bạn chết hơi nhiều rồi, chết được có 40 vàng. Clip này ở chạy được không bạn ơi, mình có tốc biến này. Tuyệt vời. Quá là mạnh đi, quá là bá đạo đi anh em ơi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được combine tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Who
Hubo có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.